Trên mạng xã hội chiều ngày hôm nay thì xôn xao với một clip 5 nam thanh niên dùng còng số 8 để khóa tay và khống chế một người dân. Tuy nhiên ngay sau khi bị người dân xung quanh phản ứng cho rằng đó không phải là công an của huyện thì 5 người này đã liền lập tức bỏ chạy. Trưởng công an huyện Quốc Oai đã có thông tin về vụ việc này. Trao đổi với truyền hình Người đưa tin vào chiều nay, ông Phạm Danh Mạnh, trưởng công an huyện Quốc Oai cho biết đã nắm được sự việc. Ông Mạnh khẳng định nhóm thanh niên này không phải cán bộ chiến sĩ công an huyện Quốc Oai. Phía công an huyện đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh làm rõ. Anh gọi công an đi. Bây giờ người ta bảo anh là phải từ từ là từ. Vâng. Đây là không có người dân các anh công an. Bây giờ hàng bao nhiêu người đây? Cần nó phải rõ ràng, nếu là công an thì phải chuẩn luôn. Công an phải chuẩn. Tránh tình trạng này không phải. Gọi đi. Không lên xe hết, không lên nữa, không lên đâu. Cứ từ từ đã xem. Vừa nãy cứ dí điện là người ta điện như thế. Giữ lại một thằng đi. Giữ mẹ lại một người đi. Đéo phải rồi, bắt lại một thằng đi. Bắt lại một thằng. Giữ lại. Giữ một thằng lại. Giữ lại một thằng lại. Giữ lại. Giữ lại một người. Giữ lại một thằng rồi. Giữ đặt lời lại. Đi tệ gọi công an lên. Mày không? Công an đéo bao giờ hành động kiểu này. Mày cứ dí điện là người ta như thế. Đây đây, hắn ơi, dạ đây. Mày dạ đây, đéo phải công an đâu. Ngoặc mẹ bà cổ nào đi. Ngồi thế, đéo phải công an đâu. Đéo phải công an đâu. Không phải làm gì sai đâu, quay nhiên. Không phải sao. Này, im đi, từ từ lắm rồi. Này, ông có tội gì ông mình nhớ. Tội gì? Em có tội gì? Rồi, ok, để đừng mẹ ở đây đi. Anh được gì anh phải rồi. Tại đây nó là tôi. Không cho đi. Nó lừa em này. Ngồi đây. Nói đi, nói đi. Rồi nó bảo em lên trên Bixi kia. Bây giờ này. Công an. Anh em làm bộ. Công an không bao giờ có đầu chọc. Đầu chọc cũng được nhưng mà không để công an cứ dí điện đến điện là người ta như thế được. Trước công dùng vừa nãy các ông không nhìn thấy. Cứ dí điện là người ta như thế. Tôi chỉ bắt tôi dí. Tôi nhìn thấy cả hai ông dí. Đừng là bảo không. Thế nhưng mà bây giờ là công an. Ông cũng bảo là trách nhiệm. Hai thằng cứ dí điện là như thế đấy, cần không phải. Thằng bao nhiêu người nhìn thấy. Cái gì đéo là được. Bỏ chạy à? Ai chạy? Gọi công an đi. Chả bà chạy đi gì đấy. Không bà chạy tại sao? Tại sao bạn mày đi mẹ nó mất rồi. Gọi mẹ mày thằng kia lại. Mày tại sao mày gọi đồng bọn của mày lại. Mày trắng sạch thì không bị cờ thanh minh. Công an làm gì? Cả nhà vào đi. Mẹ đi lên xe chạy. Chạy mẹ nó mất. Có công an đâu? Ôi cái này cho cái này chuyện. Ôi công an ra nói chuyện. Mày công an được không? Em vừa nãy ở đây nghe nó cứ dí điện và người ta không chết được phải chịu thôi. Mình thì biết nào được, chả phải người thân của mình làm sao mình dám nhảy vào mà can. Công an ai dám can? Mà công an thật thì ai dám can? Cứ dí điện mà ngày nội khỏe như con trâu ấy. Việc cứ dí điện điện mà đéo việc gì. Nhưng bây giờ thế nào? Hả? Bây giờ thế nào? Đấy, có tôi gì không? Không có tội gì thì mình làm gì, có tôi sợ gì. Tôi đánh là... nó đánh đôi nó dí điện cho. Tôi biết có một thằng lái xe kìa. Trước kia thì chơi với nhau hiểu không? Thế xong đâu nó bảo tôi là cầm một ít đất lên đây. Tôi bảo chẳng biết đất gì. Mày cứ đem đi thử hết đi, tao không biết, nhưng mày bảo mày mua đất thì tao đem đất lên cho mày. Cái múc đất ở dưới đất này lên. Thế thì anh ở đây ngồi gọi công an ra. Em đưa anh đi đây. Nhiều. Rồi Quang Trung lại gọi là. Ở đây gọi mẹ công an Quốc Oai mình ấy.
và công an Thạch Thất cũng được. Không, gọi công an. Đây là địa phận quốc oai. Thì gọi quốc oai. Gọi quốc oai nó vẫn dễ xử hơn. Bây giờ ông mua vào đây. Mày ngồi vào đây. Ngồi ạ, ra xe đây. Bởi tự nhiên lại xích cong hẳn thế nơi. Ngồi đây. Đây là đèn lính nhỉ? Công an này. Công an thể chúng mày đâu? Tôi không xem. Có người xem là cho anh là công an đi, anh hiểu không? Cái gì mà tại sao bảo gọi người nhà các anh lại bỏ chạy đúng không? Là bọn tôi là phải đi đâu? Xe ô tô chạy đánh con tiền lương này cần bảo bọn chạy không? Chạy, ông là công an chạy lên xe chạy lại quay lại. Này, riêng để tôi nói cho đồng chí, cứ cho là đồng chí là công an đi. Nếu công an đoàn hoàng, im để tôi nói, nếu công an đoàn hoàng, không bao giờ các ông tự nhiên bị thấy dân hô hào thì các ông lại chạy lên xe để bỏ chạy. Thế không bà chạy tại sao giờ cái xe của đồng bạn của ông lại chạy mẹ nó mất 4 tháng rồi. Giỏi tài giỏi quay lại cái xe ô tô lại đây. Gọi lại đi. Gọi tài giỏi quay lại đây. Công an chạy công an cái kiểu đấy cần bà không phải gì. Thế là chúng bây công an mà công an chạy như thế. Chúng mày làm thế à? Không chạy thì giờ bốn đằng kia đâu, bốn đằng kia đâu, xe ô tô cái đâu, ô tô đâu, chạy mất rồi chứ. Hay là chúng mày đi cướp cần mình mời thôi. Nói cho nó nhanh. Ý bọn này là nó vào nó lo riêng nghe, riêng dân ở đây nhé. Mấy đồng chí gây về tội phạm này ở đây mà dân người ta cần bảo vệ. Nếu phải dân đây ông mất mẹ là xác rồi. Nói cho nó nhanh, công an kiểu đây thì mất mẹ là xác rồi. Mày gọi đây là đéo phải người dân ở đây, dân nó cần bảo vệ thôi. Nó đúng thì nó bảo vệ. Gọi chúng nó quay lại. Gọi sếp mời đến đây. Mẹ bắt cứ dí điện vào người ta. Phải chịu. Cứ thế này là dí điện. Kích điện vào người ta. Kích điện hai người cứ thế là kích điện. Em sáng ngày nhá. Nó lừa em đi taxi của Long này lên. Em bảo thả em ở Mỹ Đình, có một tay nó mẹ em. Đến đây. Đây Long làm chứng nhá. Hãy đến bắt đầu. Tóm lại thì nó kích điện ông quá năng, ông cứ để thôi mà mọi người biết. Công an nó bị bắt, nó bị bắt đoàn hoàng. Thôi mình chỉ thế thôi. Giờ ở đây giải quyết nốt, mình phải đi làm.